lâu lắm hay là lâu lắm hay là mà thì cái ở đây mấy năm mà thế năm nay là khí hậu nó khác thường nó thay đổi nhanh quá, nó khác thường, nó thay đổi gì kỳ cục, bởi vì bệnh này là nhẹ, thầy trò bệnh hết. Thôi hôm qua Tâm thì tới nhà rồi, thì ngày nay nó giải quyết cho ông, nó nói rồi. Tại vì nó hỏi đi tên ai chết thì này ghi cho kỹ chính cái chết. Hả? Kiểu. Giờ lại người chết nữa thầy? Chứ gửi vào cái gì? Thôi đừng nói trong... Thì... Con xin lỗi thầy đừng thông à? Dạ. Thì tại vì lý do là nó phải gửi vậy thôi, chứ giờ bây giờ mà chuyển tiền bằng cách đó, cách phân bay gì đó, cái ấy nữa mất công. Tôi là mình không có rành. Đừng có nói, ví dụ như ai chuyển tiền, mình chuyển dùm đi. Chuyển dùm xong rồi cuối cùng nó tới việc bây giờ nó không báo. Bây giờ nó phải mỗi tháng nó mỗi báo như nó lấy tiền như là cái kia đâu. Nó chờ tới cuối năm nó cuối cuộc lượng má thì không ra đó. Nó tiền đấy nó ví dụ như hỏi ông gom rồi nó tính 5-7 ngàn ví dụ đi đó. Thì nó gom rồi tính hai nếu y như người ta nói mà để coi nghiên cứu coi nó phải vậy không. Hỏi mấy người trẻ đó, nó là người này lắm. Có điều là không, có nghĩa là ông lớn tuổi ông không biết xài cái chương trình này, cho nên ông không có nói ông không có được, bởi vì cái này là cái chương trình của cái tóc trẻ nó xài cho nó mau. Ngài thì chỉ có cái là quay tiền hay là quay gì đó kêu gì quay hay là gửi ngân phiếu hay là đề deposit trong nhà băng, ví dụ đưa cái account cho họ đề. Còn đây là một cái chương trình mà nó trung gian, thí dụ như bây giờ đó, ai cho tiền tôi đó, người ta gửi qua Venmo thì nó nằm ở đó đó, là tôi mới từ Venmo này á nó mới chuyển vô nhà băng tôi. Thì bây giờ ví dụ nó hỏi mình chuyển liền hay là một trong ba ngày, mà mình ok mình chuyển liền là nó lấy cước, còn một trong ba ngày thì một trong ba ngày nó để cái số tiền này nó làm ăn nè. Nên đây là những cái chương trình mà của những người trẻ họ làm, nên người lớn tuổi xin lỗi phải nói không biết mà không có quen á, thành ra mình không cãi được. Mà mấy nay đó của Bích của lên mạng của con mà cũng chưa trả lời coi chương trình này là ông tổng thống này ông ký thì sao, nếu 2% hay là 20%, nếu ví dụ như 2% đã 20% là chết. Bởi vậy như tu hành nếu muốn yên đâu phải dễ yên đâu, thấy không, tiền cũng tiền, không qua khổ chữ T chữ T nó khổ đó. Thì tưởng đâu mà thí dụ chứ vậy là ông nghĩ hồi xưa giờ đó, Phật tử bây giờ nó làm cho rắc rối thêm nữa. Bây giờ những Phật tử ở nước ngoài mà muốn cho tiền nữa đó, thì đó giờ thí dụ ta lâu lâu người ta có chương trình gì á ta gửi qua, thì ta gửi cách Fanball hay là Wemo hay là Gieo. Rồi bây giờ vậy là chết. Bây giờ từ Mỹ gửi ra các nước thì nó không bao nhiêu, mà từ các nước không biết gửi, vợ chồng của Phật tử bên Tây Đức ấy, gửi vậy biết tiền nhiều tiền cước lắm không? 100 đô nó tới 8 hay gì đó từ đồng tiền cước kia đó. Nó mắc hơn mấy lần gửi về Việt Nam nữa. Thành ra bây giờ nó khó khăn. Thành ra mấy ông thầy bây giờ giống như là bất chấp, miễn sao mà nó vô thôi, chứ nó không đâu nghĩ là tội nghiệp cho anh ta. Thí dụ giờ tôi ra tôi nhận 100 euro mà thấy 8 euro là thấy tội chứ. Nói chứ ông nghĩ bán tô hủ tiếu, nghĩ nhiêu tô phở, mình nghĩ những cái đó, những cái lặt vặt. Nhưng mà mấy vị người ta không nghĩ, người ta chỉ kệ miễn vô thôi. Thậm chí bây giờ nghe nói thôi, chùa có cái ATM nữa. Để ATM mà tôi này hổng đây nghe nói mà tôi chưa xác minh nha. Bên Canada đó. Để Phật tử mà. Bên cạnh là thùng từ thiện, bên cạnh là thùng ATM. Không, cái vụ từ thiện họ không có để đâu. Đấy hả? Từ thiện thật sự nó họ cũng bao nhiêu hết trơn á. Ông nhớ là cái thùng phước xương thật sự để cho mấy người ngu á, thật sự nó ngu, nó ngục, nó mới để thùng phước xương thôi. Nó ngu là thứ nhất là cái chùa cộng đồng, cái chùa chung cộng đồng thì bây giờ nó không biết cúng ai thì buộc lòng họ bỏ phước xương. Thật sự hay là thí dụ mấy cái chùa mà gọi là của chung á, của cộng đồng, nên mình nói hẳn còn chuyện mình không phân biệt cái tư bản hay chủ nghĩa. Chùa hậu đồ nó để thùng phước xương bị nó tranh chấp với nhau, nó để rồi nó kiếm chát. Chứ còn chùa mà chùa chính thức của mấy ông thầy thì cái không có ngu để thùng phước xương. Thứ nhất là mang tiếng là vô chùa nó giống như cái địa ngục, vô chỗ nào mỗi bàn thờ mỗi thùng thùng thùng
phòng cái gọi là cái hòm, rồi bác ông gọi là cái hòm mà. Thành ra mấy thầy chùa ngu ngục nó mới để cả đống thùng, cái thùng tiền. Chứ mấy thầy chùa đang học đàng hoàng nó không để thùng xuất xương, để cúng trực tiếp nhiều hơn. Không biết không, còn ngu ngục nó mới để cái thùng đó. Thầy tham á, mà tham mà thành đó tham gọi là thành ngạ quỷ đó. Cái đầu nó bị chảng, cái bụng nó bị chảng, cái cổ nó cây kim á, cái đầu não to mà ốc tò hủ không, tao thấy gì nó ngu, nó mới để mỗi thùng, mỗi chỗ thùng thùng là ngu, có thứ ngu, thứ học học kém, thiếu hiểu biết á, để vậy là nó phái đặng đặng nó mở nhiều nhiều ổ phá rồi thể thể hiện ta đây ngon lắm, chứ thật ra là địa ngục á. Còn ví dụ như người ta không, ta không có để thùng phước xương, muốn gì gặp trực tiếp trụ trì ta cúng nó nhiều hơn. Trời ơi, đây là kinh nghiệm xương máu. Thứ hai nữa đó là bây giờ để ATM, ATM thì cà cái thẻ, một lần cà thẻ, ví dụ như ông nghĩ cà thẻ 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 một trăm đô nó bao nhiêu, bây giờ lỡ cà rồi cà trái đàng hoàng chúng là cà mấy chục đô. Thành ra chơi về chùa thời đại văn minh giờ để cái ATM thôi, sợ quá. Sao tính toán quá nhỉ? Tôi thấy không có nghề nào ngon bằng nghề tôn giáo mà không hả? Số 1 trần đời là nghề nghề tôn giáo, thứ hai là sao nghề tự thầy nào cũng than như vậy? Sao là do thầy nói vậy chứ tại sao thầy nào cũng than không? Họ nhà than á, con nói thầy nghe, than khủng luôn á. Có hát chừng chừng. Tại vì mấy thầy chưa có làm được bá chủ thiên hạ. Mình nói mấy thầy mới than. Nhưng mà thôi, của thiên trả địa. Rồi cuối cùng chết hết rồi. Vâng. Nhìn kỹ cái rồi mang theo xuống tiền đài cái nghiệp nặng nề, nó vác nặng. Nó gọi là lưng thì gù, dai thì giác, nách thì mang, đầu thì đội. Đó là rốt cuộc là vậy đó, cái nghiệp á đòi hết cái sự cái dũng máu tanh hôi của chúng sanh chứ làm cái gì không. Nói chứ ông nghĩ tôi suy nghĩ hoài à, thì cái tôi ráng, không lẽ bây giờ tôi đi làm nữa thì ta nói quá chứ thiệt à. Nói không phải thương Phật tử, nó nói con lo cho thầy, đâu đến nỗi là thầy thiếu ăn đâu mà thầy phải đi cực khổ, hay không thầy không thầy giảng cho tụi con nghe đi chứ thiệt á. Tôi nói thành thật với ông, tôi thì tôi ngồi mà thấy Phật tử cúng dường cũng xót lắm chứ. Rồi nói chứ mình có lương tâm lương tri chứ mình đâu phải thuộc cá tra đâu mà đụng đâu, đụng rớt cái tẩm cái đốt, rớt cái tẩm cái đốt, rớt cái tẩm cái đốt. Người ta nói cá tra, cá dồ, cứt chải, cứt sơn, cứt lãi cũng đốt mẹ hết trơn hết trội. Tôi đâu phải mình thầy tu đâu phải loại cá tra, cá dồ đâu mà đốt, đúng không? Thấy chứ tội lắm, người ta cúng đồng, người ta cầu đủ trong hết trơn. Không thấy không, cầu đủ hết trơn. Dạ, cho quầy luôn. Cầu cho bình an, cầu này kia. Còn ta không cầu đó, thì còn hơn nữa nghe. Thí dụ ta cầu vậy chứ ta còn đỡ á. Đó là những người mê tín. Không cầu là ta cúng mình gì người ta cúng. Vì cái lý tưởng ta muốn cho Phật Pháp nó trường tồn. Mấy thầy ăn để hoằng Pháp. Để giáo hóa chúng sanh, để tu hành, để đắc đạo. Rồi chúng sanh nó còn nặng hơn cái dù cầu nữa à nghe. Đừng nói ham thôi. Thành ra tôi nói á, hậu gió sẽ ghê quá không nè. Năm nay cái tình hình thì năm tới, sáng tôi ngồi tôi viết cái bài thơ chơi thấy ghê quá gì mà. Tối hôm qua tôi ngủ thiệt, uống cái thuốc mà, cái chai thuốc ho đó. Vâng, thuốc xanh. Uống nó ngủ ngon, làm nó sức mà hổ nó đùng. Hết hồn hoài à. Không biết cái gì đùng. Ai về cái cửa sổ bữa hổm nó nhức lên chút thì cho gió nó vô đó. Vậy đó nó có một khúc thì thôi mà làm đùng. Nó làm mấy cái màn cửa đó. Nếu mà ai không biết nói ma rồi đó. Ai giờ tính là quá sao kỳ đó. Nó kín mít gì sao mà cái màn cửa là rào. Ai giờ tôi mới mình mới cẩn thận. Mình mới dối cái tay mình dán cái màn lên coi cái gì. Chứ nếu mà ai là sợ ma rồi cứ đi ra thì đã hết. Phải vừa đi vô cái rào phải rồi, tại mình ra gió nó chặn lại đó. Nên cái đó hết, ai ngờ đâu bữa hổm không biết ai mở nó hí lên chút vậy nè. Nóng quá.
Bây giờ kéo lại hết trơn, gió gì mà quá trời. Mấy cây, ý là mình ở đây á, là mấy cây lớn cũng xung quanh đó, chứ là bữa nay là có sập nhà đó. Thiệt sự là từ DC xuống đây là tới nào cũng có sập. Gió quá trời, bên DC đang đổ tuyết nữa kìa. Nghe không xỉu đó, bên DC đang đổ Và tuyết. đi là tiết đây bão tuyết, bão còn tuyết nữa. Vậy là hôm nay là chết, tối nay là lạnh 5 độ à. Có bao giờ mà tôi mặc mấy cái áo vậy không nè, ở trong nhà mắc mới nóng mà mặc mấy cái áo vậy nè. Nay là ông thầy tài mà thang lạnh là bắt đầu biết rồi đó, là chuẩn bị tới rồi đó. Sáng đọc lại mấy cái sách cổ nhân cũng hay. Hồi xưa câu đâu phân tích mấy câu này. Một mình thì không vào miếu, mà hai mình thì không xem đáy giếng, ba mình thì đại gì đại gì không xem không khum xuống xem cái đáy giếng đó à, không xem đáy giếng. Vâng, đáy giếng. Dạ. Ba mình thì không không vác cây đó. Một mình thì không đứng giữa lan can trên lầu cao đó, câu đó đâu phân tích nghe cái. Một mình thì không vào miếu, rồi hai mình là hai người đó, hai người thì không xem giếng, thầy giếng không không chữ đáy cũng được nhưng mà nói cho đủ vậy đó, là thì không xuống từ dòm chứ đáy giếng. Ba người thì không vác cây, và một một mình thì đừng đứng giữa lan can trên lầu cao. Tại sao nó có mấy cái câu đó, người xưa nói đó. Tại Một sao tại không xem đáy giếng, không xem giếng, không được xem giếng. Còn nó chẳng hiểu làm sao tại có cái câu đó như vậy, tại có cái ảnh ý gì trong Với đó. người xưa họ nói một câu nó ẩn ý hay lắm. Mình ngày nay á, mà sao hồi xưa không ăn không học nhiều, nhưng mà ông bà nói câu nào ra con cháu nó hiểu thấu xương thấu tủy. Mình hôm nay nói muốn chết luôn mà nó không hiểu, rồi khi hiểu méo mó nữa. Thành ra ngày nay một cái não con người chứ thành ra không đủ hay sao á. Bởi vì nên nó đầu to óc và trái nho á. Mình cũng vậy thôi chứ không nói ai, ý mình nói chung vậy đó biết không, chứ để ta nói vậy rồi. Mình không bao nhiêu mà mình nói vậy. Ngày xưa người ta nói sở dĩ một mình á không vào miếu là tại sao, tại ngày xưa cái lăng miếu nó có những cái đồ cổ mà tối qua biết ai ăn trộm, mà tự nhiên đi một mình vô đó nó gọi là tình ngay mà lý gian đó. Cho nên á nó gắn liền với cái câu mà qua điền bất nạp lý mà lý hạ bất chỉnh quan á, anh nhớ không, hiểu con nghĩa là gì không? Qua điền là qua là đi ngang qua, à, qua ruộng á. qua ruộng đó, Dạ. qua điền bất nạp lý, Nạp lý là cái gì? là sửa đôi giày đó. Ồ, nạp lý là sửa đôi giày á. Dạ, nạp cái nạp lý là kéo đôi giày nè, kéo lên nó nạp từ ngày nạp thái vô quy đó, cái câu của ông Nguyễn Du, ông đưa giày vô, sỏi giày vô phải à, đừng có sửa giày, sửa kéo kéo lên nạp đó. Qua điều với đồng lý là đi ngang cái ruộng dưa đó, nên là qua là cái ruộng dưa, Dạ. đi ngang cái ruộng dưa đó, chớ cái sửa giày. Người ta sợ mày ăn cắp ấy hả? Dạ, bởi vì ta đi xa xa, ta nhìn ta tưởng đâu mình không xuống mình thấy dưa người ta. Dạ, gì đó. Cái câu đó nó bóng bẩy nhưng mà nội dung như vậy đó, là lý hạ bất chỉnh quan. Lý hạ. Lý đây là bây giờ lý này là tới cây mận nè. Vâng. À, là đi ngang cây mận, là đi ở dưới đứng dưới cây mận đó, là lý hạ bất chỉnh quan, quan là cái mũ, Vâng, không có đừng mũ lại. đừng có cái lõa cái mũ, đừng có rớt cũng đừng lộn nó ụp vô liền, chứ đừng có đứng mà sửa tới sửa lui vậy, tao tưởng đâu là Đừng đưa hãy. hai mặn người Dạ. ta. Hà nào nó là một một mình thì chết cái đi vào cổ miếu, bởi Gì vì vậy? cái cổ miếu là cái nơi thờ chung của cái bổn cảnh đó, của cái địa phương đó, mà không biết ai trọng lúc nào, không biết mà mình đi vào một mình là Người ta nghĩ. ta nghi hai mình bắt xem hai, hai người đừng có xem giếng, Dạ. tại vì thường thường cái giếng ngày xưa nó hay bị sạt lở hồi xưa mà, chứ đâu phải bây giờ đâu, mà cái giếng nó làm chắc chắn Vậy.
mà đứng nó không khéo rủi một trong hai người, có người nào rớt xuống á thì luôn 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 người ta nghĩ rằng cái người còn lại xô. Giờ có lý luận cỡ nào đi chăng nữa thì cũng tình ngay mà lý giang. Ba người thì chết có vắt cây. Tại vì á, thường thường cái người lúc nào có người có trong ba người có người ý lại thôi, hai thằng giác hai đầu mình chi cho nó, mình kề ra cho nó rồi. Thằng nọ nghĩ kia nghĩ nọ cho tới cuối cùng á là coi chừng một thằng giác chết cha đó, còn hai thằng là biết đó. Thành ra ba người chết có giác cây, hà giác hai đầu mà thôi. Thấy không? Ví dụ như khiên gì đó. Nhóm được thì tôi xê ra cho rồi, chứ tôi rới vô nó sờ vô rồi ông tưởng nó có tôi rồi ông bỏ xuống. Thà để hai người ta để tao biết nó căng sức mà ta khinh mà... Rồi gì đó, một mình là chớ đứng giữa lan can lầu. Tại vì một mình á, thường thường á, khi mà đứng mà hỏng cái chân lên mặt đất rồi đó thì cái đầu này nó không có dính, cứ nghe là cái dòng điện âm dương này nè, nó không có dính đất thì cây nó đi ngay bị mọc với thổ, hai cái nó nghịch nhau cho nên đất nó đâu hút được thổ được, thổ đâu hút lên ra lên mọc được, thành ra nó thiếu cái âm dương đó, cho nên cái đầu bắt đầu nó nghĩ dớ dẫn, nó nhiều khi tự nhiên là lên giờ hút đó lửng tửng là cái độ không đủ cái não á, cái muốn nhào xuống chơi vậy đó. Đó thành ra cho nên một mình là không có cho đứng giữa lan can là như vậy. Thành ra người xưa họ sở dĩ họ nói câu gì ra nó cũng có những cái kinh nghiệm, gọi là kinh nghiệm của người xưa hết trơn rồi. Thành ra mình nói vậy đó. Còn nữa, nhân từ thì không nắm binh quyền, nghĩa khí thì không nắm tiền tài. Đâu người thích là sao, nhân từ không nắm binh quyền, nghĩa khí không nắm tiền tài. Nhân từ đó, nhân từ rồi làm sao mà thầy có tay có quyền hành trong đó, làm sao thầy xử ai được? Thầy nhân từ thầy xử ai? Nên không nắm binh quyền được cả vậy. Nhân từ lại làm cái gì cũng cái lòng nhân, thầy không có quyền uy gì cả. Nên tại sao nhân từ không nắm binh quyền? Còn nghĩa khí không nắm tiền tài, tiền tài là tài nghĩa khí là tài tích. Thầy bảo làm đúng rồi, thầy không có để ý, không có nói rõ ra thì người ta đứng ngoài người ta nghi ngờ thầy, mặc dù thầy lầm mà thầy không muốn ăn gì cả. Đó là tại sao mà nghĩa khí không giữ tiền tài là vậy. Tại tiền tài là liều cái bạc bẽo lắm. Thầy ta nghĩ rằng cái tiền tài ta bị cái người nghĩa khí trung ca ta bắt cần cái danh lợi. Vâng. Thầy ta đụng tới ta hay dễ mùa phiền muộn, còn nhân từ á ông giải thích cái phần này hoặc là tại vì cái người đã người nhân từ thì hay tha lắm thì làm thì sao nó binh quyền sao đi ra đánh trận được. Giống như kể cả Trương gì đó, ông gì Quan Dân Tường mà còn tha cho Tào Tháo đó, đó lại vậy đó thầy. Mà ông ngoại ngoại long ông Khổng Minh rồi đó còn kêu bằng ngoại long tiên sinh hả, ngoại long tiên sinh là Khổng Minh đó được cái danh là ngoại long tiên sinh đó. Cái núi ông ở núi ngoại long này đó, gọi là ngoại long tiên sinh, ông lấy biệt hiệu ông ngoại long tiên sinh. Nhưng mà con nói thầy nghe, những cái gì thầy vừa nói đó là người ta bảo nhìn cái tư cách thầy như vậy đó, người ta biết thầy có căn cơ hồi xưa có tu rồi. Thầy những cái tư cách này, một cái tư cách là nhân từ là một, nghĩa khí là hai. Đó. Người ta biết hồi kiếp trước thầy có căn không, cơ. Không, cái này là của đạo, cái đó là nói về cái đạo Khổng, đạo Lão. Đấy, còn nhưng mà đây giờ người ta nhìn ra đạo Phật thế này. Đạo Phật là người ta nói trong thầy đó, người ta biết cốt cách ngày xưa có căn tu không. Nhưng mà ngược lại á, hai nhân từ quá thành ra nó thiếu trí tuệ thì cũng không được. Còn bây giờ mình đời ra đời, đạo ra đạo hẳn. Ví dụ như tôi nói vậy đó, thì nếu bây giờ mà tôi làm người làm trong đạo mà như bây giờ á thì nó khác. Còn nếu như tôi làm việc, việc cho đạo là việc cho giáo hội hoặc cái mưa này nó nó vô trong đó mà không có đâu, hồi nó cũng lợn, nó lợn ra ngoài, nó lệch ra đâu rồi. Điều chỉnh cái đi, điều chỉnh cái nồi đi, điều chỉnh cái nồi cho đúng đi. Đúng rồi, nhà lợp không khéo ắt bị mưa giọt là vậy đó, thấy không? Nhà lợp không khéo ắt bị mưa giọt, làm vậy bởi vậy cho nên nó thế này. Để đó
Bởi cho nên mấy đứa nó nhằn, nó cãi, nó đâu có rầy nó được. Nó nói đúng quá sao rầy nó. Để cho ông coi nè. Này ông tổ coi nè ông tổ. Đó, thấy không? À, bây giờ nó dọn vô bà đĩa mà trời bà làm từ đây tới tầng rưỡi nữa ông chắc nó tiêu quá. Kỳ vậy ta ở đâu mà nó như vậy ha? Đó, thấy không? Tức cái mình thiệt chứ bởi vì không. Nhưng mà thôi để thấy cho biết thôi kệ đi không sao lỡ rồi. Ừ. Dạ. Tôi thấy rõ ràng vậy. Nhà lập nhà không phải chuyện dễ đâu, thấy không? Có thể là bây giờ nè. Cái chỗ nói. Cái chỗ nói dạ, dạ, có thể là khi sủ xuống nó hơi thấp. Dạ. Thấp cho nên cái gió nó cuộn quá nè. Vì thì mấy bữa nay lần nào mưa cũng là gió qua đùng đùng. Nó cuộn nên nó mới dở lên, nó mới dày. Ở nhà là không khéo ắt bị mưa giọt là vậy đó. Mà nhà là khéo thì không bị mưa giọt. Người xưa là sao mà ta lấy miếng ngói âm dương ta gá nha, mà thiệt hay ha. Mà không có một giọt nước nào hay chứ. Mình ngày nay nghĩ là dạ, mình ngày nay. Cho nên cái nghĩ nhầm khi nghĩ cho kỹ á, cái trình độ của mình ngày nay nó cao siêu vậy mà nó không bằng cái lẽ người xưa, không thấy không? Người xưa họ đâu có đinh, họ làm nhà mấy cái cây, họ toàn họ chơi, họ chơi bằng bắt ngàm. Dạ. Bắt ngàm trời ơi. Nó chắc, ghế cũng vậy nữa. Ngày nay mình đóng đinh, mình đang còn gãi. Nhưng mà phải thay nghề khéo mới được thầy. Nó thay nghề là khéo mới được. Cho nên mình nói đó chứ thật sự ra văn minh, càng văn minh chứ thật sự nó không bằng người xưa rồi. Tính là những cái bản ngày xưa mà những cái bản khắc gỗ. Không, bây giờ nói những cái bộ trường kỷ thôi. Người đẹp lắm. Có thấy những bộ trường kỷ ngày xưa không? Nó tuyệt. Hôm qua thấy cái người nó quảng cáo nó bán bộ trường kỷ, tôi nói thấy cái tôi ham liền nghe. Nhưng mà rồi tôi suy nghĩ nó ở thủa, thân mình nó còn chắc đây mà ham nó làm gì ta. Chứ thì nghĩ như ai cũng vậy, cái tâm lý thấy cái bộ ghế của tổ tiên xưa, thấy ai bán cái bộ đó mình thấy tiếc. Ở thời gia đình tôi á, gia đình bên ngoại thôi chứ bên nội tôi không rành mấy. Bây giờ tôi sống hồi nhỏ lớn thì sống bên ngoại nhiều, dành qua dành lại có mấy bộ ghế, mấy cái tấm liễn đem cuối cùng đem cho mối ăn. Bởi vì khi nói nhớ lại nó cũng buồn. Hồi đó tôi đi về tôi thấy thôi bây giờ bỏ nằm đóng vậy thôi, mình rinh thì lên chùa gì mình sơn phơ hết, mình trùng tu lại. Cái bắt đầu dành bởi vì mấy ông mà thuộc cái chính quyền mới thì ông đâu có thích được cái đó, còn ngược lại mấy ông cũ thì lại là gọi là giống như thí dụ không phải là út, không phải là người kế thừa thì á, vậy là dành qua dành lại cuối cùng ở nhà thờ tiêu tan. Mà thiệt nha, nói chứ cái dòng dõi nào cũng vậy ông nghe. Mà nếu cái dòng dõi mà tổ tiên ông bà thờ phượng đàng hoàng, có nguồn có cội là dòng đó nó mới bền vững, ông nghĩ đúng không? Còn mà ly tán hết là từ bắt đầu nó tới đời này đời kia nó mạt từ từ thân sơ thất sở. Tôi nói thẳng luôn, trong đó có dòng họ bên nội bên ngoại tôi thấy giờ thân sơ thất sở. Dầu cho đó cũng có những người khác, nhưng mà đâu có đỡ nổi những người nó cái nghiệp họ thân sơ thất sở đâu. Và thí dụ như cái dòng họ nào mà họ có tình có nghĩa có cội có nguồn, họ nâng đỡ nhau, họ không để cho một người nào trong dòng họ mai một hết trơn. Thực sự nói chứ giờ kiếm nó cũng khó ha, khó lắm rồi. Nhưng hồi xưa ông bà làm được điều đó, phải không? Còn nói thầy xin lỗi thầy chứ ngay cả anh em ruột mà cũng muốn hơn nhau. Thầy có biết không? Anh nên, em với nhau ruột á, nên nhiều khi thấy cũng buồn. Nhưng mà đời nó như vậy rồi sao giờ thầy, cái nghiệp chúng sinh nó như rồi vậy nay, rồi nay tại nó đồng tiền đi trước, đồng tiền khô.
ai ở nước ngoài cái có cái hơi nước ngoài cái nó có giá trị. Không hả, không hởn được bao nhiêu chứ. Vậy chứ bây giờ tôi thử hả, tôi mà tôi về được tiếng Việt kiều thì cái người ta nói gì đó, nói bậy nói bạ mà chú cũng nghe rằng rằng. Cái ví dụ như giờ giờ tôi về tôi giác vài chục ngàn đô la tôi bỏ trong cái túi tôi làm bộ tôi xách với cặp táp tôi thôi. Thiệt lòng, nó nói thiệt, phải mình khi dễ người không phải khi dễ, nhưng mà ý tôi nói đâu khi đâu có biết những người Việt bên đây trời đi cài gần chết họ đâu hiểu đâu. Nhưng mà dù về, bởi vì nhiều khi cái người mình nó nói ngay cũng có cái lòng tự ái cao, về hở gì ghét thôi luyện đại vài trăm đô tao cho mày, tao thì mày mua đi mua ăn mua ăn mua ăn mua ăn. Thành ra tưởng đâu giàu chứ đâu biết nay đi thí dụ đi giũa neo phải gom từng cái đồng mà tiếp đâu. Ông thấy không, gom được 1 đồng, 2 đồng, ta tiếp cho được 5 đồng, 10 đồng là mừng quýnh hết trơn. Để chi? Để gom lại, không cúng chùa thì giúp đỡ người nghèo, không đỡ người nghèo cho, để dành cho bà con. Tôi thấy, tôi ngồi, tôi chứng kiến những người vậy đó, vô quán bán vậy nữa, ta ăn rồi ta bỏ được 1 đồng, 2 đồng là mừng quýnh, không bỏ là mình làm bầm, mình chửi á. Mà trong khi mình đã tính tiền ta rồi, đó. Mà ai mà nó ăn mà nó biết danh được cái da gánh đó mà nó già quá, mình ăn 5 người mà nó bỏ 5 đồng tiền tiếp với ông làm bà không? Mẹ nó 5 người phục vụ muốn chết mà bỏ mấy đồng tiền tiếp. Rồi gom tiền nó hay. Đa phần là những cái đồng tiền tiếp á là về Việt Nam hết. Không thấy rõ ràng như đó. Bởi vì cứ nghĩ là thôi tiền này giống như là tiền ta tiếp, ta gọi dành Việt Nam kêu bằng tiền gì ta? Bo hả? Việt Nam là bo, tiền bo thôi để mình để dành cho thân nhân. Ông khi ngồi hít mấy cái, phải ngồi vừa phải nói chuyện trên trời đất cho người ta vui, rồi phải bóp tay, phải nắng nót, phải kia. Thằng vô quán ăn trời, chứ điều mà nó vô nó ăn không thấy, mình thấy mình nói xin lỗi chứ nhiều khi tại sao tôi vô quán tôi cũng không dám làm phiền người ta nữa. Nó lỡ thiếu gì cũng không dám nữa. Thí dụ mình là nè bo nhiều vô tí, ta vui thì không nói gì, đang lúc rửa bên kia nó không bo đó, cái nó tưởng nó mình giống bên kia nữa, nó đen nhiều kêu thiếu lỡ thiếu tuyên ớt kêu ghét làm bậy bạ chế gì vô ăn thấy mồ nó sợ chứ đâu dám đâu. Xong vô quán ăn thiếu thôi chứ không dám kêu gì hết trơn. Tuần này chạy lại đi nữa bạn ơi? Không, không đi nữa đâu. Hả? Không đi nữa, từ giả luôn. Tới lượt ai? Không có tới lượt ai nữa, từ giả luôn, tôi là người cuối cùng rồi. Mình ghét á, đi vô mình ăn cái nó nói mình này kia nọ, người Mỹ nó cũng nhiều chuyện nữa mà bữa đó tôi ăn không có nổi. Đó là tôi thấy giờ tôi bỏ tới nay chưa ăn rồi. Cái nó nói tiếng Anh gì đó là ăn tại đây rồi, tôi nói là tại đây sao tôi không ăn nữa. Không ăn nữa, ăn vô đó, mấy người ăn mặn, tôi ăn có là ăn được chứ tôi có ăn gì đâu. Vô ăn nó dĩa rau à. Lấy mấy cái rong biển đó, ghét giờ ai nó bỏ nó có ăn đâu. Nên từ bữa lấy giờ có Y Nguyên, 2 tuần có ăn tới đâu. Chẳng có thí dụ lấy giờ lâu lâu trộn gỏi, trộn này kia bỏ vô thôi chứ còn. Dù ăn nó ăn mấy cái rau rồi, mới bỏ vô ăn. Chứ còn tự nhiên ngồi ăn vậy nó không giống ai hết trơn nè. Thành nó buồn rồi. Không, tôi nói không đi, tôi không đi, tôi không ăn. Ăn lỗ, hay giờ ăn buổi trưa á, nó có 8-9 đồng bạc à. Ăn buổi chiều 20 đồng. Dạ, bây giờ lên nè. Nó lỗ mình. Người đời như ông ngoài đời ăn đâu có lỗ, tôi ăn lỗ. Uống bình trà 2 đồng rưỡi thôi miễn đi. Trong khi trà tôi cả đóng, tôi chăm tôi uống lòi bất hạnh tôi không có hết. Thầy, người ta phục vụ mà thầy nói vậy chết rồi anh. Okay. Giờ tiền nhiều khi giờ phải biết hà tiện. Dạ. Tính toán chứ đâu phải lúc nào cũng có tiền. Khi mà mình có tiền mình phải biết hà tiện. Dạ đúng rồi đó thầy. Lên tới đỉnh thay vì trước khi lên tới đỉnh, đừng để cho lên đỉnh kẹt lắm. Chừng nào nhà bán tôi có 2 triệu đô rồi tôi thoải mái. Thầy ơi, con nói 20-2 ngàn để chơi có thì sáng thấy không? Ông thấy hồi phía tôi dậy tôi dọn không nè. Dạ. Ông có giờ biết bên đây gọn không? Đó, những cái gì không xài tôi cắt hết lên gọn thấy không? Ai nhìn cái biết. Chứ ngồi hướng này nó tiện hơn. Chứ bây giờ ví dụ ngồi hướng này còn dòm nó được. À, còn ví dụ khách đây chứ tôi ngồi đó tôi quay lại nó không hợp. Dạ. Đó, dưới đây thì tôi nó rộng được cái tủ lạnh nè. Lấy cái gì ra lấy cũng gọn.
Ờ, ông coi cái chai đó là sử dụng cái gì vậy? Trời ơi, thiệt. Đồ thuốc thơm này. Là xịt cho thơm á. Nhà thí dụ thầy đúng lắm á. Vậy mà lên. Ai đem để cái chỗ cái những cái trà rồi của tôi tưởng đâu là kem thịt vô ăn mai tôi ăn thấy bộ nội tôi rồi. Nó cho cái mùi thơm nên không có gì cả thầy. Dạ. Dạ. Thì khi thầy nhất là thầy nấu mắm á, thầy nấu bếp gì đây nè, có liên trên đó thầy xịt. Thôi, giờ không có nấu gì hôi đâu. Hả? Giờ không có nấu gì hôi, nó hôi cả nhà. Bây giờ phải mấy khúc này sao chứ mấy khúc này nó không đủ. Thì con biết tại sao nó lục ra cái máy hút rồi đó, cái điện nó không nóng thôi, nấu bằng điện nó không nóng thôi nha, tới nó nóng mới nóng khiếp đảm. Dạ. Nó cũng được. Nó... Cảm ơn ai. Bây giờ thằng bớt nấu rồi, đâu có nấu nhiều lắm đâu. bây giờ tới chiều còn mưa không? Dạ, nếu còn mưa thì ông đi gửi vòng tròn mấy cái thùng đồ cho Phật tử đi còn để coi, còn hết mưa thì hồi trời đi. Cha chiều có tiết, chiều tiết đổ nè, thôi kiếm bớt bớt về để hồi trời đi cho ông khỏe. Chứ bốn thùng đi hai lần, chứ lần đi mua trái cây nữa hôm qua cho hết luôn rồi, tổng hết bàn thờ nó dịch lên cho rồi chứ tôi đâu ăn trái cây đâu.